Mến chào quý khán thính giả đang xem tin tức trên kênh HTD. Xin gửi đến quý vị những diễn biến mới nhất về tình hình chiến sự Nga-Ukraine và thế giới trong 24 giờ qua. Ông Putin, phạm nhân Nga chết tại Ukraine đã lập công chuộc tội. Vũ khí là con đường dẫn đến hòa bình. Tổng thư ký NATO tuyên bố nóng về việc gửi thêm vũ khí cho Ukraine. Đồng rút không thể cứu nổi, các chủ ngân hàng Nga thừa nhận về tương lai nền kinh tế. Ukraine hé lộ về một nhóm chuyên gia quốc tế giúp Kiev về hệ thống phòng không. Lực lượng Ukraine bao vây quân Nga ở mặt trận Verbub, Novorossiyska. Tổng tham mưu quân đội Nga Gerasimov có thể quyết định đầu hàng Bakhmut để cứu mặt trận Melitopol dưới áp lực của Ukraine. Và bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Putin, phạm nhân Nga chết tại Ukraine đã lập công chuộc tội. Quý vị thân mến, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết các phạm nhân Nga chết trong chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine đã trả hết món nợ đối với xã hội. Ai cũng có thể mắc một số sai lầm và họ cũng vậy, nhưng họ đã cống hiến sinh mạng cho tổ quốc và chuộc lỗi hoàn toàn. Ông Putin nói trong cuộc gặp hôm 30 tháng 9 với các quân nhân từng chiến đấu gần Yugrosen của Ukraine ở mặt trận phía Nam. Nhà lãnh đạo Nga nói rằng những người lính chiến đấu gần Yugrosen, nơi Bộ Quốc phòng cho biết lực lượng nước này đã đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine, là tấm gương tiêu biểu về lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng. Để tăng viện cho quân chính quy chiến đấu ở Ukraine, công ty quân sự tư nhân tập đoàn Wagner đã tuyển mộ từ các nhà tù. Những người này được cho là đã tham gia vào chiến dịch ở điểm nóng Bakhmut ở phía đông Ukraine. Tháng 1 năm nay, RIA Novosti đăng tải video cho thấy cựu thủ lĩnh Wagner Shevseny Beredosin bắt tay với nhóm phạm nhân đầu tiên được trả tự do sau khi tham chiến đủ 6 tháng tại Ukraine. Đừng nhậu nhẹt hay dùng ma túy, ông Beredosin, người đã chết trong vụ tai nạn rơi máy bay hồi tháng 8, nói trong video. Trên kênh Telegram, tập đoàn Wagner cho biết tính tới ngày 18 tháng 6, 32.000 người từng bị kết án và tham gia vào cuộc xâm lược của Nga trong hàng ngũ lực lượng này đã trở về nhà sau khi hết hợp đồng. Ông Beredosin khi đó cho biết chưa đầy 1% số lính Wagner tái phạm sau khi được trả tự do. Vũ khí là con đường dẫn đến hòa bình. Tổng thư ký NATO tuyên bố nóng về việc gửi thêm vũ khí cho Ukraine. Vũ khí cho Ukraine là con đường dẫn đến hòa bình. Người Ukraine cần phương tiện để tiến hành chiến tranh vì không có công nghiệp thì không có quốc phòng. Điều này được RBC Ukraine đưa tin dựa theo phát biểu của Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg tại cuộc họp đầu tiên của Diễn đàn Công nghiệp Quốc phòng Quốc tế ở Kiev. Như ông Stoltenberg đã lưu ý, sự dũng cảm không thể ngăn chặn được máy bay không người lái và chủ nghĩa anh hùng không thể ngăn chặn được tên lửa. Tổng thư ký NATO cho biết Ukraine cần nguồn vốn chất lượng cao, số lượng lớn và nhanh chóng. Đặc biệt, ông Stoltenberg đánh giá cao sự sáng tạo của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Theo ông, nó đang áp dụng những đổi mới từ máy bay không người lái đến rà phá bom mìn với tốc độ cực nhanh. Ông nói thêm rằng Ukraine càng mạnh trên chiến trường thì vị thế của nước này trên bàn đàm phán sẽ càng vững chắc. Tổng thư ký Jens Stoltenberg nhấn mạnh, vì vậy, mặc dù nghe có vẻ nghịch lý, nhưng vũ khí đối với Ukraine là con đường dẫn đến hòa bình. Theo dịch vụ báo chí của Liên minh, các công ty quốc phòng lớn từ khắp NATO đã có mặt tại diễn đàn. Cụ thể, có đại diện từ hơn 20 quốc gia đã tham gia. Như đã biết, hôm qua, ngày 28 tháng 9, Tổng thư ký NATO đã đến Kiev trong một chuyến thăm không báo trước. Trong cuộc gặp với Tổng thống Ukraine, hai bên đã đề cập đến tất cả các vấn đề quốc phòng quan trọng cần được quan tâm, tình hình trên chiến trường và nhu cầu của quân đội Ukraine. Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu và Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sharp cũng đã tới Kiev. Trong cuộc họp báo, ông Stoltenberg lưu ý rằng các nước thành viên NATO nên giúp Ukraine trang bị hệ thống phòng không trước mùa đông cũng như khả năng xảy ra các cuộc tấn công khủng bố của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng. Liên minh cũng đã ký kết các hợp đồng khung để mua đạn dược trị giá 2,4 tỷ euro. Như Tổng thư ký đã giải thích, điều này sẽ giúp các thành viên liên minh bổ sung nguồn dự trữ của họ trong khi họ tiếp tục hỗ trợ Ukraine. Đồng rút không thể cứu nổi, các chủ ngân hàng Nga thừa nhận về tương lai nền kinh tế. Người đứng đầu National Bank Nga, Andrei Kostin, chỉ trích chính sách kinh tế của Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga.
Đồng nghiệp của ông ở VTP cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với quan điểm của người đứng đầu Sberbank, Sherman Jeff, người cũng lên tiếng chỉ trích ý định của người đứng đầu Bộ Kinh tế Nga Maxim Reznikov trong việc đưa ra tỷ giá hối đoái gấp đôi cho đồng rúp. Đồng tiền Nga tiếp tục giảm. Tờ Moscow Times viết về điều này. Các chủ ngân hàng Nga đã gặp nhau ở Sochi và bàn về các phương án cứu đồng rúp. Người đứng đầu Bộ Kinh tế Liên bang Nga Maxim Reznikov trước đây đã đề xuất sử dụng phương án giống như đồng Trung Quốc để tăng giá trị của nó, đưa ra hai tỷ giá, một cho bên ngoài và một cho thanh toán nội bộ, như Bắc Kinh làm với đồng nhân dân tệ của mình. Ý tưởng này không nhận được sự ủng hộ từ người đứng đầu VTP, Andrei Kostin, và người đứng đầu Sberbank Sherman Shep. Họ đồng ý rằng đồng rúp với chính sách kinh tế như vậy trong tương lai rất gần sẽ giảm xuống còn 250 đơn vị thông thường đổi một đô la. Chính sách kinh tế này lặp lại mô hình không thành công của Liên Xô. Các chủ ngân hàng hàng đầu Nga tổng kết kêu gọi giải pháp cho các vấn đề địa chính trị nhằm ổn định nền kinh tế. Trước đây, chính quyền Nga đang tăng quy mô nợ quốc gia để bù đắp lỗ hổng ngân sách khổng lồ do chiến tranh tạo ra. Nga cũng được cho đang tự tin lên kế hoạch với các đồng minh của mình tạo ra một loại tiền tệ mới để cạnh tranh với đô la và euro. Ukraine hé lộ về một nhóm chuyên gia quốc tế giúp Kiev về hệ thống phòng không. Mặc dù có đề cập Mỹ, nhưng Ukraine không thông tin chính xác liệu có phải đoàn chuyên gia Mỹ sắp tới giúp Kiev về hệ thống phòng không hay không. Ngày 29 tháng 9, chánh văn phòng của Tổng thống Ukraine Andriy Yermak thông báo các chuyên gia sẽ đến Ukraine trong tương lai gần để vạch ra kế hoạch thiết lập cơ sở sản xuất thiết bị quân sự, bao gồm cả hệ thống phòng không. Ông Yermak cũng đề cập về chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Zelensky vào tuần trước. Tuy nhiên, hiện không rõ liệu các chuyên gia và hệ thống mà ông nhắc đến có phải là người Mỹ hay không. Bên cạnh đó, chánh văn phòng Tổng thống Ukraine nhấn mạnh nước này đang tìm cách tổ chức một cuộc họp quốc tế gồm các cố vấn an ninh quốc gia để thảo luận về công thức hòa bình của Kiev vào nửa cuối tháng 10 tới. Trước đó, ngày 28 tháng 9, tờ New York Times có bài viết cho rằng cuộc phản công đang diễn ra chậm trễ của Ukraine có thể gây nguy hiểm cho chính Kiev vì bước tiến chậm chạp trên chiến trường có thể dẫn đến sự hỗ trợ của phương Tây giảm dần. Bài báo chỉ ra, trong khi những tháng gần đây chứng kiến những trận giao tranh dữ dội giữa Nga và Ukraine trên nhiều khu vực, thì Kiev vẫn chưa đạt được bước tiến lớn ở tiền tuyến. Về phần mình, giới chức Ukraine nói cuộc phản công của nước này diễn ra không như kỳ vọng là do hệ thống phòng thủ vững chắc của Nga, cũng như sự chậm trễ trong việc cung cấp vũ khí của phương Tây. Lực lượng Ukraine bao vây quân Nga ở mặt trận Verbap Novorokhovka. Quân Nga đang có những bước đi sai lầm trong hoảng loạn ở mặt trận phía Nam. Chuyên gia quân sự Đại tá Ukraine Roman Svitin đã nói với kênh 24 về điều đó. Đại tá Svitin lưu ý rằng những kẻ chiếm đóng Nga bắt đầu đào các tuyến phòng thủ dọc theo con đường từ Novorokhovka đến Tokmak, trông giống các công sự hơn. Họ tin rằng lực lượng phòng vệ Ukraine sẽ đi dọc theo đường cao tốc. Vì thế, hành động của họ có phần vô nghĩa. Theo ông, Verbap và Novorokhovka là những thành trì mà binh lính Ukraine có thể sẽ vượt qua. Những chiến thuật như vậy của Ukraine đã chứng tỏ được bản thân. Đại tá Svitin nói, chúng tôi bỏ qua các thành trì và sau đó ép quân Nga bằng hỏa lực hoặc các cuộc tấn công. Ông lưu ý rằng, khi những người chiếm đóng nhận ra rằng chúng tôi bắt đầu kiểm soát các lối vào và lối ra vào thành trì bằng súng cối hạng nhẹ, họ sẽ bỏ chạy khỏi đó. Chuyên gia quân sự nói thêm rằng, vẫn còn nhiều công sự phòng thủ đồn trú gần tộc mách, nhưng việc di chuyển đến đó sẽ dễ dàng hơn một chút. Các phương tiện có thể đi và không quân có thể hoạt động ở đó. Hiện tại, giao tranh đang tiếp diễn xung quanh biên giới cuối cùng dọc theo chiến hào của Nga. Tổng tham mưu quân đội Nga Gerasimov có thể quyết định đầu hàng Bakhmut để cứu mặt trận Melitopol dưới áp lực của Ukraine. Các chuyên gia cố vấn của Mỹ báo cáo với sự tham khảo của những người trong cuộc Nga rằng Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov sẵn sàng rút lực lượng khỏi Bakhmut và ưu tiên bảo vệ Melitopol để ngăn chặn lực lượng Ukraine đưa pháo binh đến gần Crimea. Bộ chỉ huy quân sự Nga có lẽ đã sẵn sàng hy sinh một số vị trí ở phía Nam và phía Đông để củng cố Melitopol và Berdyansk.
Như đã nêu trong báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh Hoa Kỳ, điều này được một trong những nguồn tin nội bộ của Nga khẳng định. Một nguồn tin nội bộ của Nga tuyên bố vào ngày 4 tháng 9 rằng ông Gerasimov muốn bảo toàn lực lượng Nga để bảo vệ Melitopol và Berdyansk có thể phải trả giá bằng việc bảo vệ Tokmak. Các nhà phân tích Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết trong báo cáo của mình, các nguồn mạng xã hội lan truyền tin đồn này vào ngày 27-28 tháng 9. Sau đó, nguồn tin nội bộ Nga cho biết Gerasimov cũng sẵn sàng rút lực lượng khỏi Bakhmut và muốn bảo vệ Melitopol để ngăn chặn lực lượng Ukraine đưa pháo binh đến gần Crimea. Ở đây, các chuyên gia Mỹ chỉ ra rằng tuyên bố rằng Gerasimov có ý định rút lực lượng Nga về Melitopol để tăng cường khả năng phòng thủ của Nga ở đó, vượt xa khuôn mẫu hành vi được quan sát của Gerasimov. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh không có bằng chứng nào để xác nhận tuyên bố của nguồn tin nội bộ. Nếu những tuyên bố này là sai, điều đó có thể cho thấy rằng có một nỗ lực phối hợp trong không gian thông tin của Nga nhằm làm mất uy tín của tướng Gerasimov. Họ tuyên bố rằng những cáo buộc này có thể là một phần của cuộc chiến thông tin giữa giới lãnh đạo Nga, vì theo một số nguồn tin của Nga, Gerasimov đã cách chức chỉ huy lực lượng dù đại tá Mikhail Tablinsky khỏi chức vụ phó tư lệnh ở Ukraine. Vì vậy, có thể những tuyên bố này về việc Gerasimov sẵn sàng nhượng bộ ở mặt trận nhằm củng cố lập trường của Tablinsky. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức liên quan trong bản tin mới nhất trên kênh HTD News. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews.btv@gmail.com. Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.